Minh Toàn xin mến chào quý bà con cô bác. Hiện tại là Minh Toàn đang lưu thông từ Ao Cá Hạ Long xuống Hạ Long Bay, tức là thị trấn Bãi Cháy của thành phố Hạ Long, để quay lại những cái cảnh ở Hạ Long Bay gửi đến quý bà con cô bác. Và trên đường xuống Hạ Long Bay thì cũng có rất là nhiều cái đường mà để chúng ta đi xuống Hạ Long Bay. Và đây là một trong những cái đường mà xuống Hạ Long Bay, và chúng ta đi từ Ao Cá xong rồi đến đi qua đường Cái Dăm, đi qua đường Hạ Long, và chúng ta đi thẳng xuống đến vòng xuyến xuống Hạ Long Bay. Đấy là một đường. Một đường nữa là chúng ta cũng có thể đi từ, nếu quý bà con cô bác đi từ các tỉnh mà xuống Hạ Long Bay thì chúng ta cũng có thể đi theo đến ngã tư ngã ba Hùng Thắng, là chúng ta rẽ phải hoặc rẽ trái xuống Hạ Long Bay. Chúng ta cũng có thể, nếu mà chúng ta đi từ Móng Cái hoặc Hòn Gai đổ vào thì chúng ta đi từ cầu Bãi Cháy, chúng ta đi vòng xuống dưới chân cầu Bãi Cháy với chúng ta đi về Hạ Long Bay, hoặc cũng có thể đi cắt treo để du ngoạn những cái hình ảnh trên không của Hạ Long Bay bằng cái đường cắt treo từ Hòn Gai đi sang Hạ Long Bay. Ở Hạ Long thì đây là một trong những cái tuyến đường gọi là buôn bán sầm uất cũng khá nhất nhì ở Hạ Long quý bà con ạ. Đây là chúng ta đang lưu thông ở trên cái tuyến đường Hạ Long. Và đường Hạ Long với đường Cái Dăm là nối liền nhau. Và hiện tại là chúng ta cũng đang lưu thông ở trên cái đường đoạn đường đường Cái Dăm. Ở Hạ Long thì trên cái tuyến đường mà chúng ta đang lưu thông đây thì mến thưa quý bà con là ngày xưa đây đang là biển, nhưng mà bây giờ đã dân đã ở và sinh hoạt rất là đông rồi. Về với Quảng Ninh, đặc biệt là bây giờ quý bà con đang về với Hạ Long thì sẽ nhìn một cái cảnh tượng mà tưởng chừng như là không có. Đó là cái cảnh tượng mà đào núi lấp biển. Có xe taxi 300, kinh quá. Xe taxi gặp tai nạn nguy hiểm quá quý bà con ạ. Và mến thưa quý bà con, trước mặt chúng ta là cái bùng binh.
hay còn gọi là cái vòng xuyến. Chúng ta đi rẽ phải là chúng ta ra ngã ba Hùng Thắng và ra cái khu biệt thự của nhà giàu Hùng Thắng. Còn chúng ta rẽ trái là chúng ta xuống đi thẳng xuống Hạ Long Bay và đi sang Hòn Gai. Ở đây Minh Toàn xin phép được rẽ trái nhé. Chúng ta đang lưu thông ở trên cái đoạn đường cũng khá là sạch đẹp ở Hạ Long. Và khu bên tay phải của chúng ta đây là khu resort Vinpier. Còn bên tay trái là gồm các cái nhà hàng, khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở trên các cái sườn núi. Và về với Hạ Long thì quý bà con cô bác cũng có thể cảm nhận được cái nét thẩm mỹ, nét đẹp của cái thành phố du lịch này bằng những ngôi nhà xây liền kề thôi nhưng mà rất là màu mè. Rất là màu mè. Mỗi căn là một màu. Này đang xây dựng rất là nhiều với bà con của bác. Đấy, như quý bà con cô bác đang nhìn thấy ở bên tay trái của chúng ta là đang còn đồi núi, nhưng mà đi một đoạn nữa thôi gồm những cái nhà hàng, khách sạn, biệt thự, khu nghỉ dưỡng rất là sang trọng. Đây, bắt đầu từ đây là các cái nhà hàng, khách sạn rồi quý bà con này. Đây, chẳng hạn như đây là khách sạn Royal của Hạ Long. Tiếp theo là sẽ là đến khách sạn Sài Gòn Hạ Long, rồi là rất là nhiều khách sạn khác nữa. Và ở Hạ Long này thì vì đất Quảng Ninh rất là gần với Trung Quốc nên mà quý bà con của bác đi cũng sẽ bắt gặp những cái nhà hàng, khách sạn sẽ ngoài tiếng Việt, tiếng Anh ra thì người ta còn để cả tiếng Trung nữa. Bởi vì ở đây khách du lịch Trung Quốc rất là nhiều, nhất là cái đợt du lịch không đồng mà Trung Quốc đưa ra ấy. Đây, khách sạn Pier của Hạ Long Bay. Và trước mặt chúng ta là cái khu vui chơi giải trí của Hạ Long Bay. Còn đây là cái quảng trường mà đang xây dựng quý bà con.
Đây quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy được sự màu mè trẻ trung của cái chỗ Hạ Long Bay này. Đây là phía trước của Hạ Long Bay. Về đây có rất là nhiều nhà hàng khách sạn mà quý bà con cô bác cũng có thể thưởng thức các cái món đặc sản của Hạ Long. Ở Hạ Long này thì có đặc sản là hải sản quý bà con ạ. Và một trong những cái thứ mà chúng ta có thể mua làm quà đó là chả mực. Nhưng mà khi mà quý bà con cô bác chúng ta mua chả mực thì chúng ta cũng hay cẩn thận, chả mực nó cũng có nhiều loại chả mực. Đây, khu này đang xây dựng đây quý bà con, xây dựng rất là nhiều luôn. Và đây trước là đồi núi đây quý bà con này. Ui giời, gặp em gái ấy đi xe, có anh trai đi xe lái nguy hiểm quá nhỉ. Khu này là khu săn guốt. Ở đây quý bà con cô bác cũng có thể nhìn thấy đây là cái cáp treo đi từ Hòn Gai sang Hạ Long đây quý bà con ạ. Đây là một trong những cột cáp treo đấy. Ngầu quá ha. Đây là một cái những cái nhà hàng mà trưng bày rất là cầu kỳ luôn. Đây có cả chữ Trung Quốc nhiều này. Ở đây thì có rất là nhiều khách du lịch về với Hạ Long Bay, nhưng mà ở Hạ Long Bay vào mùa này là không phải là mùa du lịch quý bà con cô bác ạ. Mùa du lịch chủ yếu là về biển là chúng ta về vào mùa hè, nhưng mà ở đây thì là chưa vào mùa du lịch, hoặc là đã qua mùa du lịch rồi đúng hơn.
Và về đây thì quý bà con cô bác sẽ bắt gặp những cái du thuyền, những con du thuyền rất là đẹp. Ví dụ như một số con du thuyền ở đây là đang chở khách ở dưới biển. Ở đây là khu này là khu Bạch Đằng này. Đây, những con tàu này là tàu chở khách chúng ta tham quan ở Vịnh Hạ Long và đi tham quan ở bán đảo. Này, quý bà con, cô bác cũng có thể nhìn thấy được những cái du thuyền ở đây. Và mến thưa quý bà con, cô bác, đây là những cái du thuyền mà chở chúng ta lưu thông một số cái du khách quốc tế trên cái con tàu to ở xa tầm ngoài kia đấy. Đấy là con tàu đấy, là con tàu du khách quốc tế, và tàu đấy là chứa hơn 50.000 khách. Tàu đấy về với Hạ Long này thì cũng được đến nay được Minh Toàn, theo Minh Toàn biết thì tàu đấy về với Hạ Long chúng ta là cũng hơn một tuần rồi, hơn một tuần rồi, quý bà con của bạn. Và bởi vì tàu đấy là tàu lớn nên mà khi mà tàu nó không vào cập bến được ở trong này thì phải có những cái con du thuyền đỏ như như thế này để chở khách, chở khách vào đây. Bởi vì tàu đấy nó lớn quá, nó không cập bến được sát với đất liền đâu quý bà con ạ. Và đây quý bà con thấy một số cái du khách quốc tế ở đây, rất là nhiều du khách. Các xe này là xe đưa đón các du khách quốc tế đấy, cũng quý bà con của bác. Và trước mặt chúng ta là cái cầu Bãi Cháy, một cái cầu nổi tiếng của Quảng Ninh. Ở bên cạnh đấy cũng không ít những câu chuyện xung quanh về cầu Bãi Cháy. Khu này là khu khách cập bến ở Hạ Long Bay, thành ra là quý bà con của bác cũng có thể thấy là nhiều cái tàu thuyền đang chờ khách để mà dẫn khách về Hạ Long Bay. Chúng ta về với Hạ Long Bay thì chúng ta cũng có thể là đi cái cáp treo này để chúng ta ngắm được cái cảnh của Hạ Long Bay với các con cô bác nhé. Hoặc là chúng ta cũng có thể về dưới Tuần Châu để chúng ta tham quan du lịch ở đảo Tuần Châu. Hoặc chúng ta cũng có thể là đi trên con đăng ký ở trên con, ngồi trên con thủy phi cơ, tức là nó vừa bay ở trên không, nó vừa đi ở dưới nước, để chúng ta có thể thưởng thức được những cái cảm giác khi mà chúng ta về với Hạ Long.
người mẹ này lái con không mũ bảo hiểm khá nguy hiểm. Đây cái khu mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây là cái khu vui chơi giải trí của Hạ Long Bay, tổ chức các cái trò chơi đấy.